Hôm nay cô làm cho các em cái món ức gà chiên áp chảo nha. Ức gà áp chảo thì giờ trước trước tiên cô phải rửa nó, cô phải rửa muỗng muối này nha. Với lại cô chế nước vô, trước khi chế nước cô phải bỏ một cái muỗng bột bắp vô nha, để mà cho nó cuốn vi trùng ra đó. Rồi giờ bây giờ cô rửa. Muối với bột bắp thì nó cuốn cái vi khuẩn ở trong thịt đó các em, tại thịt này là tủ lạnh đó, thịt tổ trong trong siêu thị á, mình sợ rằng nó sẽ có vi khuẩn đủ thứ con này con kia đó, cho nên mình phải rửa vậy cho nó kỹ nha. Bóp với bột bắp muối chút xíu cho nó sạch, nó cuốn là hết ba cái vi khuẩn, rồi sau đó mình mới làm nha. Đó, bóp vậy là bóp mạnh nha, bóp hai tay này cho nó mạnh. Rồi cô đổ nước ra, đổ nước mới nha, để em rửa cho nó sạch nha. Rửa nữa, để cho cuốn vi khuẩn ra hết, xong rồi mình mới cho nước trong á các em, nước trong mới gọi là sạch nha, chưa trong là chưa sạch nha. Đó, rồi cô sẽ làm một nước nữa. Nó sắp trong rồi nè, nó trong mới được. Sắp trong là bóp mình rửa cho kỹ nó sạch. Chắc nước nữa là trong á. Rồi nước này nó là sạch rồi. Đó, nó cuốn hết vi khuẩn rồi. Các em thấy nước trong không nè, trong ngần á, tức là tất cả những cái vi khuẩn thì nó đem ra hết rồi đó. Giờ cô đem rắc ráo cái bắt đầu cô làm nha. Đó, bây giờ cô khứa nè các em, khứa để mình chiên cho nó thấm nha, tại thịt nãy dày, cái ớt nãy dày quá đi không ấy, nó không có thấm. Đó, đây là được mấy miếng thịt này cô đã ướp rồi đó. Bây giờ cô sẽ lăn vô cái dĩa. Bột mì. Giờ cô sẽ lăn vô trong bột mì nha em. Đây cô lăn bột mì nha. Rồi. Chắc sao rồi.
Dạ cô, cô chiên cho nó hai bên nó đều hết ha. Cắt đầu cô làm nó sót để mà cô rưới lên cho nó ngon nha các em. À, đây. Được chưa? Rồi bây giờ là đây cô, đây là cái nước chén nước để mà cô nêm vô nước sốt nè các em. Một muỗng dầu hào nha, một muỗng dầu hào, một muỗng dầu hào. Rồi, rồi cô sẽ cho một muỗng nước tương nữa nha. Trong đó là cô có một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê đường, rồi một muỗng dầu hào, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột canh, nửa muỗng tiêu, một muỗng dầu hào. Bây giờ cô sẽ cho miếng nước cho nó nhanh, cho nó loãng ra đi chút, mình bỏ vô cho nó mau thấm nha các em. Bỏ nửa chén nước vô nha. Đó. Rồi. Bây giờ nó sắp vàng rồi thì vô cô phải làm. Đây. Đó, nó hết vàng rồi đó. Hết vàng rồi thì nó cho nước sốt vô các em cho nó ngon nha. Vì cái món này không có nước sốt là cái miếng gà nó dở lắm, nó lạc bách thôi. Đó, bây giờ cô sẽ cho một muỗng bơ vô nè nha. Bơ cô cho muỗng vô. Muỗng bơ vô. Khi mà bơ tan thì cô sẽ cho nè. Đây là các em nhìn nè, đây là tỏi nè, đây là củ hành, nửa củ hành đây, ớt, đây là hành lá củ, hành củ lá đó, với là hành lá nha. Bây giờ cô đã cái cục bơ này nó tan rồi nè, cô sẽ cho tỏi vô nha. Tỏi vô cho nó thơm á. Bơ này vô tỏi liền. Đó, khi mà tỏi nó vừa thơm là cô sẽ cho củ hành cho nó nè. Củ hành này bự quá, cô sẽ cho nửa dĩa. Đó. Cô sẽ cho nửa dĩa củ hành vô. Rồi cô sẽ cho ớt vô luôn nha. Ớt này có màu đẹp các em. Ăn được hết, ai ăn cũng được hết nha, nó không có cay, nó có màu đẹp mà nó không có cay. Đó. Mình cho vô cho nó đẹp, nó thơm, xong rồi mình đổ nước sốt vô. Để cho nó thấm với thịt nha. Thơm lâu quá. Tức là bây gà mình thịt nó, gà mình nó chín rồi đó. Giờ mình làm cái này vô để chút cho nó vừa. Rồi. Rồi cái đó nó thơm rồi, bây giờ cô sẽ đổ nước sốt vô nha các em. Đổ nước sốt vô, đó. Quá thơm luôn á. Cho cái này nó vàng nữa đó các em. Nó vàng nữa mình mới cho lên trên cái thịt gà. Chút xíu nữa nó sẽ vàng là cô sẽ để hành lá hành củ vô nha. Chờ chút. Rồi bây giờ thịt gà cô đã chín rồi các em thấy chưa? Đây. Nó chín rồi. Nó chín mà nó thấm đều hết rồi các em, nhờ cái nước sốt nè cho nên thịt gà mình không có bị lạc nha. Mình làm món này là ăn rất là tuyệt vời. Bây giờ cô sẽ múc ra nha.
Đó, cô múc ra. Quá ngon rồi, thấy không các em? Thấy chưa? Thấy ngon không? Đó. Mình múc ra hết thì nó sẽ có những cái miếng nhỏ nhỏ nè các em, nó đẹp. Miếng nhỏ thì nó sẽ làm cho cái miếng thịt mình nó trên dưới rồi nó hài hòa đẹp lắm. Đây. Đó, em thấy chưa? Hành ớt rồi lên nó làm cho cái miếng thịt mình nó ngon, các em thấy không? Tức là hôm nay cô làm cái ức gà áp chảo hấp dẫn quá các em. Múc hết ra cho nó ngon nha, múc hết này ra. Nhờ cái này cái mùi ớt mùi tỏi mới hấp dẫn cho miếng thịt gà mình. Chứ ức gà hồi xưa cô không biết có áp chảo không mà cô ăn nó dở lắm. Giờ cô làm vậy thì nó ngon. Nó hấp dẫn đó. Các em thấy ngon không? Thì các em thấy miếng ức gà cô áp chảo rất là ngon phải không các em? Thì các em có thích á thì các em nhớ bấm cho cô một like nha. Các em thấy về làm cho cả nhật, cả ngày chủ nhật hay là đông người về, các em nhớ làm món này nha. Ức gà áp chảo các em thấy tuyệt vời không? Nhớ nha, nhớ làm cho cả nhà cùng ăn nha. Rồi á các em thích cô bấm cho cô một like, đăng ký kênh cho cô nha. Cô cũng tạm biệt các em nha. Bye.